It is an honor to be here. We have to answer humanity's call to explore. Chúng ta phải đáp lại cuộc gọi của nhân loại để khám phá. Tôi yêu những thứ khiến tôi cảm thấy nhỏ bé, những thứ khiến tôi suy ngẫm về kích thước của vũ trụ, vị trí của tôi trong đó và mọi thứ ngoài kia để khám phá. Đây là chia sẻ của chị Christina Hamokov, một trong 4 phi hành gia tham gia sứ mệnh khám phá mặt trăng Artemis 2. Với việc đưa người phụ nữ đầu tiên lên mặt trăng, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ hy vọng sẽ thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên bề mặt mặt trăng và cuối cùng là khởi động một chuyến hành trình tới sao Hỏa vào năm 2040. Vũ trụ là một thế giới bí ẩn thú vị nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy. Chính vì thế trở thành một phi hành gia là điều cực kỳ không đơn giản và cho tới nay vẫn được coi là nghề của cánh mày râu. Theo bà Claudie Enyere, nữ phi hành gia đầu tiên của Pháp và cũng là người phụ nữ châu Âu đầu tiên đặt chân lên trạm không gian quốc tế ISS năm 2001. Để được đi vào vũ trụ, các phi hành gia đều phải trải qua một quy trình chọn lọc và huấn luyện rất phức tạp. Họ không những phải có một sức khỏe tốt mà còn phải biết phối hợp làm việc với những người khác, tự tin có khả năng chịu áp lực tốt trong môi trường đa nhiệm. Năm 2021, trong lần tuyển dụng phi hành gia đầu tiên trong vòng 11 năm, cơ quan vũ trụ châu Âu muốn tạo một cuộc cách mạng khi đặc biệt chú trọng đến sự đa dạng của hàng ngũ phi hành đoàn với việc tìm kiếm các ứng cử viên phi hành gia là nữ giới cũng như bổ sung chính sách thu hút các phi hành gia là người khuyết tật. Cơ quan vũ trụ châu Âu thừa nhận vẫn còn nhiều điều phải làm để đạt được cân bằng giới trong lĩnh vực này. Cho đến nay trên toàn cầu, nữ giới chỉ chiếm khoảng 10% trong tổng số các phi hành gia đã chinh phục không gian và đa số là người Mỹ. Tuy nhiên, thành công của những nữ phi hành gia như chị Christina Hamokov hay trước đó là Claudie Enyere đã truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ muốn thực hiện giấc mơ chinh phục không gian.